Xin thân chào thầy các bạn yêu cờ. Trong video này, em xin giới thiệu với các bạn hai trận đấu hay và hấp dẫn của Hứa Ngân Xuyên diễn ra vào tối hôm qua 15 tháng 6 2023 đấu trường Thiên Thiên Tượng Trì. Mời các bạn cùng xem cờ vui vẻ. Chứ 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 Chứ
吃 将军 吃 将军 吃 将军 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 吃 将军 将军 吃 Tới đây là chết mã rồi, vì mã đỏ tấn 5 là đen sẽ mất mã. Bành kỳ châu, buông cờ, nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván đấu thứ 2 của Hứa Ngân Xuyên.
吃 吃 将军 吃 吃 吃 吃 将军 吃 吃 吃 吃 吃 Trước khi xác cục thì cũng phải ăn con xe rồi mới buông cờ. Lã Hoành, buông cờ, nhận thua. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.